Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu các bạn đây là mẫu Suzuki Swift Special 2019. Đây. Mẫu Swift này nó khác với các phiên bản thường là một số chi tiết mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem. Tổng thể chiếc xe là rất đẹp nha các bạn. Đây là mẫu xe Suzuki 5 chỗ hatchback. Đây. Rồi chúng ta sẽ vào cái phần phân biệt giữa Swift Special và bản Swift thường nha các bạn. Đây thì Swift Special thì nó được trang bị logo mạ vàng rất đẹp. Đây. Với nóc capo được lớp sơn đen mờ. Ta đi dòng dòng xe nha. Các logo được sơn mạ vàng hết. Logo vàng của chính hãng Suzuki. Rồi chúng ta vào bên trong khoang nội thất xe. So với các phiên bản thường thì phiên bản Suzuki Swift Special được ghế bọc da. Đây, một chủ nhân chiếc xe rất đẹp. Xe đẹp chủ nhân xe cũng rất đẹp. Hi, how are you? Xin chào anh. Cho em xíu cảm nhận về xe xe anh ngồi xe như thế nào anh? Xe này đã lên ghế già bản Swift Special. Ngồi thì cũng bình thường em, nhưng mà em làm ơn mở máy lên, bật máy lạnh lên cho ấm lên, nóng quá. Đây mình sử dụng bằng hệ thống khởi động bằng nút bấm điện tử. Với trang bị màn hình gần 7 inch kết nối với điện thoại qua Bluetooth, Suzuki thì trang bị hệ thống nút điều hòa được trau chuốt hơn. Đây là mẫu xe dòng của dòng cao cấp. Nhưng mà có một điều mà anh không thích lắm là cái phiên bản này vẫn chưa có cái bề bề thì bên Suzuki ở bên showroom mình thì có thể độ lên option bệ tì tai cho xe của mình khi mà mình muốn option thêm. Hàng nó có sẵn không em ơi? Dạ hàng có sẵn tại showroom luôn. Rồi em cho anh cái bệ tì tai Dạ ok anh. Rồi, bệ tì tai của mình thì có thể di chuyển được luôn. Cho thêm cái đó. Thứ hai em lấy xe. Cảm ơn anh. Chúc anh có một chiếc xe thật đẹp, thật ngon ăn. Rồi các viền này thì mình có thể độ lại, mình có thể sơn mạ màu khác lên được, có thể giả gỗ các loại màu gỗ luôn, có thể chuyển màu khác nhau luôn. Đây, màn hình đồng hồ rất đẹp. Vô lăng được phát cảnh bọc da rất mềm mại.